Rồi, hello cả nhà nhá. Chúc anh em buổi sáng tốt lành nha. Sáng nay tiếp tục lấy bê cổ anh em. Về cũng rất là nhiều máy, anh em quan tâm theo dõi thì nhớ xem kỹ clip nha. Ừ, người máy nào alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356 nha anh em. Rồi, clip hôm nay thì sáng sớm còn hai con iPhone 4 nè anh em. Một con iPhone 4, một con 4S ha. Đấy, ngoại hình thì tạm tạm. Máy zin. Có thì có trầy xước chút đỉnh nha anh em, từ máy riêng thì không tránh khỏi trầy xước được. Đó. Kính lưng này có xước sắt, một con 4, con 4S, máy thì quốc tế anh em, bỏ sim vô là xài thôi ha, khỏi lăn tăn. iPhone 4 thì giá 470 kèm với dây sạc cho anh em, còn iPhone 4S thì mắc hơn 100 nha anh em, 570.000 kèm dây sạc. Anh em cặp 50 là mình ship cho anh em thoải mái nha, phí ship anh em tự chịu, mình chỉ kèm giá sạc thôi. Anh em nào chịu khó thắng thì mình bao ship luôn, còn không thì anh em phí ship tự chịu nha. Tiếp theo là con iPhone 5, máy quốc tế, máy con này 16 GB, máy thì vỏ đa số là thay hết nha anh em, đa số iPhone 5 là thay vỏ hết nha, còn men ring với lại màng ring xài rất là mượt. Đó, 16 GB quốc tế giá 970.000 kèm sạc nha anh em, 970k kèm sạc. Con thứ ba là con Asus, con này là hình như Zenfone 5, nói chung là lâu quá mình cũng không để ý con này luôn. Đó, Asus T00G, Asus, ngoại hình thì cũng còn được ok nè, không đến nỗi là quá xấu, còn được. Con này là bộ RAM 1, bộ nhớ 8 GB, màn hình 5 inch, màn hình 5 inch, pin của nó là 2001 nha nè. Giá của nó là 680.000 kèm sạc, 680k kèm sạc nha anh em, anh em nào thích alo nha, 680.000 thôi, một em Asus Zenfone xài rất là ok. Oppo A71 anh em, con này thì vỏ xấu, kính thì còn ok, kính đẹp, vỏ xấu nha anh em. Oppo A71 màu gold, vỏ sau thì xài rất xấu, màn hình 5 inch 2, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, RAM 3, 32 nha anh em. Đó, pin của nó là 3000, giá ra đi cho anh em là 1280 nha, 1.280.000 Oppo A71, một cái duy nhất. Tiếp theo là em Oppo Neo 7 đen, máy như riêng Việt Nam, máy xài 2 sim nha anh em, kính xước lông mèo, vỏ sâu xấu, cái lưng sâu xấu nha anh em, màn hình 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 16, pin của nó là 2420, và giá ra đi cho anh em con này là 680.000 luôn, nhanh gọn nhẹ luôn, 680k cho anh em, kết em Oppo Neo 7 đen này nha. Sáng nay mưa lớn quá, hơi ồn tí anh em thông cảm nha. Tiếp theo là con Vivo V5 nha anh em, Vivo V5, RAM 4, bộ nhớ 32 GB, con này vỏ hơi trài trài, vỏ có trời xước nha anh em, được cái kính đẹp keng. Đó, Vivo V5 màn hình 5.5 inch, RAM 4, 32, pin của nó là 3000 và giá là 1630 nha anh em kèm sạc, 1630, con này xài rất là ok, Vivo V5. Tiếp theo thì em Samsung J7 và Dream đen, con này vỏ thay nha anh em, con này vỏ thay đẹp keng sạc luôn, màn hình này có một hai cái phản quang, bị nhớt một tí phản quang, phản quang ở đây trắng trắng nha anh em, bị một hai đốm trắng. J7 và Dream keng, màn hình 5.5 inch, RAM 3, 32, pin 3300, giá cho em này là 1750 nha anh em, 1750. Máy full chức năng nha, máy chức năng này full, anh em yên tâm. 1750. Tiếp theo thì em Sony IZ1. Con này thì cấu hình này quá ok rồi, màn hình 5.2, RAM 4, 64, pin 2007. Máy thì ngoại hình là ok luôn. Này dán keo nha anh em, lột ha. Đó, ngoại hình rất là ok. Giá 1950 nha anh em, 1950 kèm sạc cho anh em là đủ.
Tiếp theo thì em Oppo A9 kính keng, lưng có nhâm nhâm, coi sẹp lưng. Con này là mà RAM 4 của nhớ 128, màn hình 6.5 inch, pin 5000. Và giá ra đi cho em này là máy nguyên riêng nha anh em, giá 3350 nha, 3.350.000 Oppo A9 nha. Con này là màu xanh xanh tím nha anh em, xanh xanh tím ha, 3350, RAM 4 của nhớ 128. Tiếp theo clip là em Samsung A520, Samsung A520 màu đen, máy nguyên riêng Việt Nam. Con này nguyên riêng Việt Nam, A520 17 á anh em, nguyên riêng Việt Nam, mày kính keng, lưng có xước lông mèo, lưng có xước lông mèo nha anh em, kính thì keng sao bèn, lấy ra thì xài chất lượng nè anh em, yên tâm. Máy nguyên riêng, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5 inch 2, pin của nó là 3000 nha anh em. Giá nhanh cho anh em luôn 1730, 1.730.000 kèm sạc, 1730 nha. Oppo F7 A7, sorry anh em, Oppo A7 lưng có xước lông mèo, lưng xước xét lông mèo nha anh em. Kính thì đẹp, tầm 98-99, kính đẹp rồi. A7 màn hình 6 inch 2, RAM 4 của như 64, pin nó là 4230 nha anh em, pin 4230, giá 2650, 2650 Oppo A7 kính rất là đẹp, 2650. Tiếp theo clip là em VinSmart XT3, con này RAM 6 của như 64, màn hình 6.39, pin của nó là 4020, máy keng xà beng luôn, con này như máy mới luôn, mua tiết kiệm được khúc anh em. Giá của nó là 2.900.000 nha, để anh em giá 2.900.000, đẹp như máy mới luôn anh em, quá đẹp. VinSmart thiếu một cái hộp là thành máy mới mà. Cấu hình thì RAM 6 64, giá 2.900.000. Tiếp theo là một em Oppo A9 2020, con này mới là A9 2020 đây. Con này RAM 8 của nhớ 128 nha anh em, Oppo A9 2020, RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.5 inch, pin của nó là 5000, pin 5000, máy đẹp tầm 98, nguyên riêng. Cái này là có dán keo nha anh em, lột ra là đẹp keng luôn, có xước sát này, chút đỉnh trong mèo lông chuột nhẹ nhẹ, 3950 nha anh em, chồng em bốc Oppo A9 nha, 395, 3950 kèm sạc. Rồi, tiếp theo clip là em Oppo F11 anh em. Oppo F11 lưng có nhâm nhâm, cho xẹp lưng. Kính thì đẹp, màn kính đẹp anh em. Oppo F11, RAM 6 bộ nhớ 64. Màn hình của nó là 6.5 nhé, sorry anh em. Pin của nó là 4020. F11. Giá ra đi cho anh em một em máy đẹp như này, riêng nguyên 3350. 3350 nha anh em. Oppo F11 nha. Samsung A30, Samsung A30 lưng sao đẹp, lông mèo cực nhẹ, máy nguyên riêng, kính 1-2 cộng lông mèo. Đây, thấm soi thì thấy được 1-2 cộng lông mèo anh em, còn nhiêu là đẹp, tầm 98. A30 RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình 6.4, pin 4000. Thôi, máy con này có sạc nhanh nha anh em, giá 2650, 2.650.000. A30 máy rất là đẹp, anh em nào kết thì cứ cọc trước cho mình thì gạt 50 cho máy dưới 1 triệu, và máy trên 1 triệu là cọc trước cho mình một cọc 100.000 Viettel nha anh em, mình sẽ ship máy cho anh em đàng hoàng. Vivo S1 RAM 6 bộ nhớ 128, máy đẹp, có xước sát nhẹ anh em, nhẹ cực nhẹ luôn, lông chuột, có lưng kèm cho anh em luôn, màn hình 6.38, RAM 6 của nhớ 128, pin 4.5 nha. Con này để anh em giá 3250, một em máy keng, giá 3250, lông mèo cực nhẹ, vài cộng lông chuột, 3250 kèm sạc cho anh em ha. Realme 50 máy đây đẹp, quá đẹp luôn, mẫu mới ra anh em, Realme 50 kính đẹp, lưng đẹp, màn hình 6.5 inch, RAM 4 của nhớ 64, pin 5000, trâu bò, mẫu mới ra anh em 2020 luôn. Giá ra đi cho anh em là 2950 nha,
2.950.000 kèm sạc. 2.950 cho một em Realme 5i. Máy rất là ok. Còn kèm xe ben luôn. Một em Tab Asus. Màn hình 7 inch. Con này bể gạch đen lại cho anh em. Bữa trước có đen lăn rồi nhưng mà bể gạch. Hứa hẹn cho đã rồi là mình phải ngưng để dành. Bây giờ phải đưa anh em nào mà gọi sau á. Thấy cái này là gọi lại nha, từ mình quên số điện thoại mất rồi. Nhiều số quá gọi nó trôi luôn. Tab Asus 7 inch. Nói nhanh cho anh em luôn, 850.000. 850k mình kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Ship anh em tự chịu. 850k. Anh em nào mà chịu khó thắng thì mình bao ship. Còn thôi thì ship cho anh em đàng hoàng. Anh em cứ cặp nhanh 50.000 thì teo là mình ship. Tiếp theo thì em Tab Itel. Tab Itel full box, máy mới hàng thanh lý siêu thị. Đó. Garanti chưa lột luôn, máy mới luôn. Cáp sạc phải nghe đầy đủ. Máy này thì nó thực sự anh em mua về chủ yếu xem YouTube thôi nha. Chứ còn anh em xài đa nhiệm thì không có nó nặng nó mạnh đâu nha. Có nhiều anh em về đòi cho game nữa mới ghê chứ, cho không nổi nha. Anh em thông cảm, máy này mình bán rẻ. Máy full box có trên 1 triệu à. Con này là màn hình 7 inch. Thực sự anh em là màn hình 7 inch. RAM 1 bộ nhớ 8GB thôi nha, không có nhiều nha. Một con máy mới như này, giá 1.330 nha anh em. 1.330.000 cho em máy mới full box. Garanti chưa lột luôn này anh em. Đó. Máy mới két sạc ben luôn. Cái này thì có bao da ở dưới luôn anh em. Bỏ bao da vô là xài ha. Một em máy mới Tab Itel. Đó, anh em nào cần thì hú nha. Cọc trước 50.000 Viettel là được rồi. Con này là mình gửi ngay. 1.330.000. Thanh lý siêu thị cho anh em mới có giá này nha anh em. Quá mừng. Rồi, clip này mình xin tạm dừng tại đây đi. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em clip tiếp theo nha. Đa số sáng nào mình có clip, ngày nào bận lắm thì mình 2 ngày ra clip, còn đa số thì cứ sáng tầm 8 tới 9 giờ là mình có clip mới. Anh em cứ nhớ đăng ký kênh. Nếu mà chú Tâm mua máy thì cứ để ý clip của mình hàng sáng hàng ngày. Thì anh em cứ đăng ký kênh để mình chọn được những cái máy mình ưng ý nhất nha. Thân ái chào anh em, hẹn em clip tiếp theo nha.